Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái món đậu nhồi thịt. Hôm nay mình nằm ở nhà. Hôm nay Nono nắm hàng tháng nay mình được nghỉ buổi ở nhà thì làm món đậu nhồi. Cũng có hai vợ chồng ăn thôi. Thế nên ra mình chỉ làm ba thìa đậu thôi. Làm ít làm đủ ăn thôi để hướng dẫn cho các bạn cái món đậu nhồi này. Thực ra thì món đậu nhồi thì nó cũng dễ thôi. Thế nhưng mà cái kiểu làm của mình thì nó hơi khác mọi người. Mình muốn chia sẻ cho mọi người. Mình thấy món này của mình là rất ok, rất ngon đấy. Để chuẩn bị cái món đậu nhồi này thì mình chuẩn bị này, có thịt xay này. Với cà chua là để mình nhồi xong mình sốt này. Hành khô, hành lá, rau răm. Tất nhiên là đậu nhồi thì trong chăn phải có đậu rồi. Mình có 3 vị đậu. Nên là ít mộc nhĩ mình đang ngâm này. Và cái đây là ít nạc. Cái khác biệt cái món đậu nhồi của mình là mình cho nạc với rau răm. Đấy. Khác biệt là cho nạc với rau răm nhé. Thì mọi người thì cái món đậu nhồi này thì cũng mỗi người làm một cách khác nhau. Thường thường mình thấy ở chợ thì có người ta, các bà chỉ khoét cái đậu phụ ra thôi. Đấy, để trắng thì khoét xong rồi nhồi vào xong rồi đem rán. Nhưng mà mình thì mình sẽ làm khác. Mình sẽ rán cái đậu trước. Đấy, xong rồi mình nhồi. Bây giờ làm như thế nào thì các bạn theo dõi nhé. Trước hết là mình cho cái này trước này. Thái hành này. Và đây là cái nạc mình đã sắt vào vỏ. Lúc nãy tại sao mình phải ngâm cái nạc, bởi vì mình ngâm là để cho nó trơn trượt cái vỏ ra cho nó mềm. Đấy, để mình bỏ cái vỏ đi thì nhìn cái nhân không thì nó sẽ trắng và đẹp. Còn để cái vỏ không sao cả, nhưng mà nhìn nó màu nó xấu. Sau khi cái nạc mình đã lấy được vỏ rồi, bỏ vỏ rồi thì mình sẽ cho vào mình giã. Cái này mình chỉ giã qua, không cần giã nhỏ đâu. Sau khi giã nạc xong đây, mình chỉ giã thế này nhé, mình không giã nhỏ. Cái này ăn thì nó cảm giác có nạc nó béo, nó nhỏ quá bụng ra thì nó không được ngon, không được đẹp. Sau khi mình cho hết các thứ gia vị ở đây rồi thì mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ mình cho gia vị nhé. Mình chính hạt tiêu với hạt nêm. Bây giờ mình cho gia vị ở đây nhé, tẩm ướp cho nó ngấm. Hạt nêm này này, bây giờ cho mình chính này. Nước mắm này, một thứ cũng cho ít thôi, bởi vì đây có số lượng nó ít, nó nhiều là nó mặn mất. Cái này thì các bạn thì cho nhăn nhác được, không cần phải này, cho mặn đâu, bởi vì thì nữa mình còn sốt cà chua nữa cơ. Ok, bây giờ mình trộn đều lên. Đấy, sau khi mình cho hết gia vị vào đây rồi, mình trộn đều lên rồi. Mình để đây cho ngấm để mình đi cắt đậu mình rán. Trong khi cắt đậu thì mình cho vào dầu vào trước, mình lấy cho nó nóng, nó khỏi phải đợi chờ. Các bạn cho một nhiều dầu một tí nhé, thì khi rán thì cái vế đậu nó được nở ra thì nhồi thế là dễ, đậu nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cái bia đậu này thì mình chỉ cắt làm 3 thôi nhé.
Đấy, để nhồi cho nó dễ. Độ nhồi nó phải to. Cái chảo mỡ của mình đã già rồi thì mình cho đậu vào mình rán nhé. Cái đậu mình rán đây, đây các bạn rán cái đậu này làm sao mà rán nó phải già nhé, rán già thì nhồi nó vì không bị nát đậu, còn rán non thì nhồi rất khó. Mình cắt được cái mép này này, lấy cái kéo chỉ cần xẻo một, cắt thế này thôi là được, thì nó mình nhồi vào. Các bạn xem video mà có lúc mình đi không đeo găng tay, các bạn cứ bảo là mất vệ sinh, nhưng mà thực ra thì găng tay nó không đảm bảo lắm đâu, chủ yếu đeo găng tay để khỏi bẩn tay, chứ còn an toàn vệ sinh thì cái tay mình thì mình trước khi làm mình đã rửa phòng, mình rửa rất sạch sẽ rồi. Rồi các bạn yên tâm, mình làm rất là bảo mình làm mình ăn đêm mình còn làm như thế này mà. Đấy. Thì sau khi cắt xong rồi thì mình sẽ nhồi vào thịt vào cái chỗ này. Đây, mình sẽ nhồi vào đây, nhồi càng nhiều càng tốt nhé. Đấy, càng nhiều thì mình ăn thịt thì nó càng ngon. Đấy, nhưng mà nhồi làm sao mà nó không được vỡ miếng đậu ra là được. Rồi ít một, nhưng mà mùi nhồi được nhiều nhiều tí thì nó không bị vỡ. Nếu mà mình nhồi vào lúc mà nhiều quá thì nó sẽ hay bị vỡ miếng đậu ra. Nếu mà các bạn thích ăn nhiều thịt nữa thì các bạn có thể cho lên nó cao thành một tí cũng được. Đấy. Sau khi mình nhồi cái thịt và đậu như là được như thế này, bây giờ mình cho vào mình sốt nhé. Mình cho vào sốt thì mình bật cái bếp cho nó khô cái xoong, mình cho dầu vào. Sau khi xoong của mình khô ráo thì mình cho dầu vào, mình phi hành lên. Sau khi hành phi đã thơm rồi thì mình cho cà chua vào, mình đảo cho nó nát hết cà chua ra. Cà chua nó gần nát rồi mình cho cái gia vị vào. Cho tí nước mắm lên. Hạt nêm này. Một canh này. Sau khi cà chua đã nhừ hết rồi thì mình cho đổ thêm nước vào để mình cho đậu vào. À quên, lúc nãy mình nhồi thì mình có thừa một ít thịt đây, thì mình cho nó vào đây ăn thì càng ngon nhé. Đấy, cho vào đây ăn thì ăn cái này nó béo lắm đấy. Nước sốt vừa sánh vừa đặc vừa béo. Còn nếu mà các bạn nhồi hết nhân rồi thì thôi, mình cà chua thơm được cũng sao. Sau
Ok, cho nước rồi, bây giờ mình cho đậu vào nhé. Các bạn xếp cái đậu thành ngay ngắn thì đến lúc mình lấy ra nó sẽ dễ, không bị lát. Rồi ok, thì là mình cứ đun khoảng độ tầm 7 phút thôi là cái thịt này nó sẽ chín hết ở trong. Mình vặn nhỏ lửa thôi để chín hết ở trong, là mình cạn nước sốt nó cạn là vừa, thì mình sẽ bỏ ra đĩa. Sau khi được khoảng độ tầm 7-8 phút rồi, mình mở ra, mình cho đồ cho đậu ra nhé. Đấy, cái này thì nó cạn con nước gần hết rồi đấy, 7-8 phút là nó cạn gần hết rồi. Thì là giờ cho ra là vừa đấy. Mình tắt bếp, mình cho cái đậu này ra. Đây, các bạn nhìn, mình sẽ cho cái đậu ra, gắp miếng đậu thôi nhá. Mình gắp ra đĩa trước. Các bạn mà làm theo mình mà ăn ngon quá đừng đổ tội cho mình nhé. Đậu này thì bình thường thì ăn đậu phụ thì nó cũng dễ ăn rồi, nhưng mà làm cái món này thì nó thực ra nó không được. Để mình cho cái hành vào và mình cho một khoảng độ một thìa cà phê bột năng thôi nhé. Còn là đấy nó nhìn đến đậu nó sẽ hấp dẫn hơn đấy. Bây giờ mình tắt bếp, mình cho ra, mình đổ lên cái đĩa đậu này để nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Hoặc là các bạn nếu có sợ nó xấu nhanh nhất thì các bạn dưới lên. Bỏ hết cái nước này vào ăn cơm cho nó dễ ăn cơm. Đấy. Vậy đây là mình đã hoàn thành cái đĩa đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Phùng Tấn nhé. Phùng Tấn sẽ cố gắng ra rất nhiều, thật nhiều video hữu ích để cho các bạn làm theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.